Mọi người ha, thì sau gần một năm ra mắt thì OpenAI đã cho phép người dùng Việt Nam mình có thể tự đăng ký tài khoản ChatGPT miễn phí ha. Chúng ta dùng ChatGPT bản 3.5 ha, còn bản 4 thì chúng ta vẫn phải trả phí $20 một tháng ha. Thì để đăng ký tài khoản chúng ta thử trải nghiệm thử ha. Chúng ta vào menu ở đây, sau đó chúng ta chọn login ha. Rồi chúng ta tìm đến ở đây thì mình sẽ login với đăng ký tài khoản với Google ha. Rồi chọn tài khoản. Rồi ha, mình tự đặt tên ha, thông tin ở đây ha. Cái tổ chức này mình có thể tùy chọn này, mình ghi ngày tháng năm sinh ở đây ha. Rồi bấm continue ha. Rồi nhập số điện thoại Việt Nam ha. Trước đó mình phải dùng VPN mấy cả dùng số điện thoại nước ngoài, thì bây giờ mình đã dùng số điện thoại Việt Nam rồi ha. Mình đã nhập xong cái mã OTP ha. Thì bây giờ mình đã vô được ChatGPT, mình thử đăng nhập thử ha. Login ha. Đó. Vậy là mình đã đăng ký tài khoản ChatGPT thành công ha. Thì đây là ChatGPT bản 3.5 là miễn phí ha. Còn nếu mà người dùng nào các bạn muốn đăng ký cái bản GPT 4.0 này á, thì mình phải trả phí ha. Cái này trả phí thì theo như mình tìm hiểu nó là $20 một tháng à. Là bản ChatGPT Plus này. Đó, còn bản 3.5 này miễn phí ha. Mọi người trải nghiệm thử ha. Thì từ ngày 2 tháng 11 ha, là ngày hôm qua đó, đã ChatGPT đã OpenAI đã cho phép người dùng Việt Nam đăng ký được ha. Để chúng ta nhanh chóng đăng ký một tài khoản để dùng ha. Xin chào mọi người ha. Chúc mọi người đăng ký thành công ha.